đằng sau kế hoạch thống trị thế giới của tiến sĩ Bofoi, Metal Knight. Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với hồ sơ anime. Vừa qua tại chap 216 của One Punch Man, một lần nữa chúng ta có thể thấy được thánh bú liếm Bofoi xuất hiện và dọn dẹp tàn dư của trận chiến. Mọi hành động của hiệp sĩ kim loại từ đầu cho tới giờ là vô cùng bí ẩn. Trong khoảng thời gian tham gia vào Hiệp hội Anh hùng, Bofoi đã nhiều lần tài trợ vũ khí và xây dựng cơ sở vật chất cho tổ chức, nên ông ta cũng được Hiệp hội này ưu ái khá nhiều. Trước đó, sau khi Boros và binh đoàn của hắn ta bị đánh bại, Bofoi cũng đã nhanh chóng thu dọn nhôm đồng sắt vụn từ con tàu vũ trụ khổng lồ để phục vụ mục đích phát triển công nghệ mới. Chưa kể, mối lo ngại robot của ông ta cũng đang đè nặng lên thế giới One Punch Man. Đã có một số anh hùng bắt đầu nghi ngờ về mục đích thật sự của hiệp sĩ kim loại, ví dụ như Drive Knight, Genos và Hoàng đế Nhi Đồng. Và trong bản One, sau khi Hiệp hội Quái vật bị đánh bại và mọi thứ dần trở nên phức tạp, Drive Knight đã tiết lộ một thông tin động trời. Mọi nghi ngại trước đó về Bofoi là hoàn toàn có thực. Ngay từ đầu, ông ta đã ủ mưu để thống trị thế giới. Tuy nhiên, một nửa sự thật thì không phải là sự thật. Chúng ta chưa thể khẳng định được ai mới là người đáng tin trong câu chuyện này. Và ngay trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng phân tích và mổ xẻ kế hoạch thống trị thế giới của Bofoi. Theo lời của Drive Knight, hay thực chất chỉ đang là một mưu đồ chia rẽ tới từ một thế lực bí ẩn khác. Và nếu như anh em đã sẵn sàng thì chẳng còn lý do gì nữa mà chúng ta không đi thẳng vào nội dung chính của ngày hôm nay. Hiệp sĩ kim loại và Hiệp hội Anh hùng Neo. Trước tiên, chúng ta sẽ nói tới bối cảnh của thế giới One Punch Man sau arc Hiệp hội Quái vật nhé. Sau một trận chiến vô cùng cam go với những quái vật hàng đầu, có tới 4 anh hùng cấp S đã quyết định rời bỏ Hiệp hội Anh hùng. Có thể kể tới như Bang, Đen Bóng, Hoàng đế Nhi Đồng và Chảy Sát. Và 3 trong số 4 anh hùng đã rời bỏ Hiệp hội đó đã gia nhập vào Hiệp hội Anh hùng Neo, một Hiệp hội Anh hùng mới nổi nhưng đã phá vỡ sự độc tôn của Hiệp hội Anh hùng, cũng như tận dụng những bê bối mà Hiệp hội Anh hùng đã vướng phải trong suốt thời gian qua. Khác với Hiệp hội Anh hùng, ưu tiên hàng đầu của Hiệp hội Neo chính là sự an toàn của các anh hùng. Cùng với chính sách làm việc vô cùng đãi ngộ, Hiệp hội này đã thu hút và lôi kéo không ít những anh hùng từ Hiệp hội Anh hùng chuyển qua. Không dừng lại ở đó, trong khoảng thời gian này, tần suất quái vật xuất hiện là vô cùng lớn. Các anh hùng tới từ Hiệp đội Anh hùng tỏ ra lép vế hơn so với các anh hùng được trang bị công nghệ tiên tiến bên Hiệp hội Neo. Điều đó khiến cho uy tín và chất lượng của Hiệp hội Anh hùng bị giảm sút. Tuy nhiên, tần suất xuất hiện quái vật lớn như vậy không thể qua được mắt của một cậu nhóc thông minh như Hoàng đế Nhi Đồng. Cậu ta tin rằng đằng sau những sự kiện trên đều có nguyên do của nó, và cậu đã bắt đầu tìm hiểu về bản chất của những con quái vật xuất hiện trong khoảng thời gian này. Sau tất cả, Hoàng đế Nhi Đồng đã phát hiện ra một thiết bị vi điện tử được cấy sẵn vào phần đầu của những con quái vật đó. Chưa kể, cậu còn phát hiện ra một số bó cơ nhân tạo được tích hợp trong cơ thể, và cậu tin rằng nó chính là thứ đã làm sức mạnh của chúng tăng lên gấp bội. Quá trình tìm hiểu đã gần như hoàn tất, và kẻ được cho là đứng sau những việc này đã xuất hiện trong đầu của Hoàng đế Nhi Đồng. Những thảm họa cấp rồng cùng với những con quái vật gần đây xuất hiện có thể được gọi dưới cái tên là quái vật máy. Chúng bị gắn một loại chip bí ẩn vào bộ não để có thể thuận tiện điều khiển, cùng với việc một vài bộ phận đã được chỉnh sửa dưới bàn tay của con người. Và ngoài ra, chúng còn được cung cấp đầy đủ năng lượng để nâng cấp mức độ thảm họa. Nhận thấy mức độ nguy hiểm càng ngày càng gia tăng, Hoàng đế Nhi Đồng thực ngay một cuộc video call cho Bofoi để chất vấn những nghi ngờ trên. Nhưng tất cả chỉ khiến cậu rớt bực vào thân khi mà hiệp sĩ kim loại không hề tiết lộ bất cứ thông tin nào liên quan tới vấn đề quái vật máy này dưới danh nghĩa là một anh hùng ở tổ chức đối địch. Chưa kể, Hoàng đế Nhi Đồng còn nhận ra việc từ bấy lâu nay bản thân cậu nhóc đã bị Bofoi theo dõi mà không hề hay biết. Tiếp đó, chúng ta sẽ nói tới bản chất của một hiệp hội anh hùng Neo. Các anh hùng tại đây được cung cấp cho một bộ giáp công nghệ vô cùng tiên tiến, cho phép họ có được sức mạnh để chống lại quái vật. Đó là thứ mà hiệp hội này muốn phơi bày ra ngoài. Còn bên trong đó đang tồn tại một mặt tối vô cùng độc ác, khi mà họ đang muốn tìm kiếm các anh hùng có sức mạnh để biến đổi những con người này trở thành những cyborg, chịu hoàn toàn sự kiểm soát từ tổ chức. Đồng thời tại thời điểm đó, Bofoi cũng đã có những dấu hiệu bất mãn so với Hiệp hội Anh hùng sau khi lão ta bị sụt giảm uy tín sau vụ việc những con robot bảo vệ của lão đã bị sai hói phá hủy. Thời điểm Hiệp hội Anh hùng đi xuống cũng là lúc mà Hiệp hội Anh hùng Neo bắt đầu đi lên với những chiến tích vượt trội hoàn toàn so với đối thủ. Nếu như dựa vào những dữ kiện kể trên thì tất cả chúng ta đều có thể suy luận ra được việc Bofoi và Hiệp hội Anh hùng Neo đang bắt tay với nhau. Và theo như những gì Hoàng đế Nhi Đồng đã tìm hiểu và áp đặt lên Bofoi thì mọi quái vật xuất hiện trong khoảng thời gian này gần đây đều là quái vật máy. Điều đó có nghĩa hiệp sĩ kim loại đã tiếp tay cho Hiệp hội Anh hùng Neo khi mà những con quái vật máy do lão ta tạo ra sẽ trở thành những chiến tích để nâng tầm Hiệp hội Anh hùng Neo và dần dần đè bẹp Hiệp hội Anh hùng. Thế nhưng một lần nữa mình lại phải nhắc lại một câu nói, một nửa sự thật thì không phải là sự thật. Và nguyên do là gì thì ngay bây giờ chúng ta sẽ nói tiếp. Drive Knight có thực sự đáng tin? Để làm rõ câu hỏi này, chúng ta cùng bắt đầu quay trở lại quá khứ khi mà lần đầu Drive Knight tiết lộ với Genos về kẻ thù thật sự của cậu ấy chính là Bofoi sau trận chiến với Boros. Từ thời điểm này, những hành động của Drive Knight càng cho thấy việc anh ta không hề chung chiến tuyến với hiệp sĩ kim loại. Thậm chí nhiều lần anh ta còn cảnh báo các anh hùng cũng như hiệp hội về mối đe dọa tới từ đội quân robot của anh ta. Và tại trang 139 của bản One, Drive Knight đã tiết lộ toàn bộ những gì mà anh ta thu thập được về Bofoi cho Genos nghe. Và thông tin quan trọng nhất trong đó chính là kế hoạch thống trị thế giới của hiệp sĩ kim loại. Theo như anh bạn người máy này đã kể thì Bofoi là một nhà khoa học điên. Ông ta tự bao bọc mình với vẻ ngoài là một anh hùng chính nghĩa khi tham gia vào Hiệp hội Anh hùng. Nhưng hiện tại, hầu hết các hệ thống an ninh của tổ chức này đang nằm dưới sự kiểm soát của lão ta. Chưa kể, Hiệp hội Anh hùng còn có một cơ sở nghiên cứu về quái vật, nơi mà tổ chức này sẽ tẩy não và chỉnh sửa, biến đổi chúng để trở thành những vũ khí sinh học chỉ tuân lệnh của Bofoi. Ngoài ra, ông ta còn cho những kẻ điên loạn mượn sức mạnh khoa học của bản thân và để chúng đi hoành hành, biến chúng trở thành những con tốt thí trên một bàn cờ mà ông ta đã xếp sẵn. Sau tất cả, điều này sẽ khiến cho xã hội trở nên hỗn loạn và khiến cho các tổ chức an ninh như cảnh sát, hiệp hội anh hùng dần bị hao mòn qua thời gian. Chưa kể điều này còn khiến cho kinh tế suy thoái và ông ta đang cố gắng thống trị thế giới vào đúng thời điểm mà sức phòng bị của nhân loại yếu nhất. Ông ta muốn hủy hoại toàn bộ mọi thứ và sẽ xây dựng lại một thế giới mới nằm dưới sự kiểm soát của bản thân và đi theo hướng mà ông ta muốn. Chưa kể, Drive Knight còn nói rằng một số thành viên cấp cao trong Hiệp hội Anh hùng cũng đang tiếp tay cho Bofoi. Bởi vì thượng tầng của Hiệp hội Anh hùng không hoàn toàn đứng về một phe. Nếu như có những kẻ coi Bofoi là mối nguy hại trong tương lai, thì cũng có những kẻ tin vào ông ta và ra sức hậu thuẫn. Thậm chí Drive Knight còn tiết lộ, Genos không phải là nạn nhân duy nhất của tên người máy điên loạn, mà bản thân anh ta cũng là một trong số đó, và kẻ đã tạo ra tên người máy điên loạn đó không ai khác ngoài Bofoi. Và khi Bofoi thực hiện kế hoạch thống trị thế giới của ông ta, đó cũng là lúc tên người máy điên loạn này xuất hiện. Đó là toàn bộ kế hoạch của Bofoi mà Drive Knight đã thu nhập được. Giờ chúng ta quay trở lại với câu hỏi của phần này, liệu Drive Knight có thật sự đáng tin? Những gì anh ta kể về Bofoi có thật sự chính xác? Và theo như đánh giá của cá nhân mình thì Drive Knight thật sự không đáng tin một chút nào. Giờ chúng ta cùng đi tiếp câu chuyện còn đang dang dở của Drive Knight nhé. Ngay sau khi tiết lộ kế hoạch của Bofoi, anh ta đã đề nghị Genos do thám một trong 3 căn cứ của hiệp sĩ kim loại với lý do Bofoi chưa hề đề phòng Genos. Nhưng hành ca đã có một pha thông minh đột xuất, anh đã không đưa ra quyết định ngay lập tức mà lựa chọn quyền trợ giúp gọi điện thoại cho người thân. Tuy nhiên, đúng vào đêm hôm đó, 3 tên người máy mang thảm họa cấp rồng đã xuất hiện ngay tại nhà của tiến sĩ Kuseno và giết chết ông. Chúng gọi ông là mục tiêu số 22. Thứ đáng quan tâm nhất ở đây chính là tên của 3 con robot này. Chúng có tên lần lượt là Machine God Body, Machine God Tech, Machine God Ray. Khi nghe qua 3 cái tên này thì có gì đó đọng lại trong đầu anh em đúng không? Nếu không thì anh em còn nhớ tên Gear Five từng xuất hiện tại Hiệp hội Quái vật chứ? Tại thời điểm này, cái tên đầy đủ của hắn đã được tiết lộ, đó chính là Machine God Gearfight. Chưa kể hắn ta còn là một con robot được tạo ra bởi một tổ chức bí ẩn. Điều đó có nghĩa 3 con robot đã tấn công tiến sĩ Kuseno và cũng thuộc tổ chức này. Giờ chúng ta lại nói về tổ chức bí ẩn. Nếu như cái tên này đã quá lạ lẫm đối với anh em thì anh em có còn nhớ tên đầu búa và băng của hắn đã được vận tốc âm thanh Sonic cho đi đời gần như cả đám không? Vì cái đầu quá cứng của hắn nên hắn đã thoát chết dưới tay của 2 tên robot. Còn lý do đằng sau, việc đầu búa bị truy sát là vì hắn ta đã ăn cắp bộ đồ công nghệ của tổ chức này. Xuyên suốt mạch truyện One Punch Man, tổ chức bí ẩn cũng đã để lại một số dấu răng của bọn chúng thông qua 2 robot là Gear Fox và Gilfib. Và giờ chúng ta quay trở lại với lý do vì sao Drive Knight lại không đáng tin. Anh ta tại bản One đã tiết lộ tên thật của mình là Zero. Và theo mình, cái tên này được bắt nguồn từ cái tên GO, đây mới thật sự là cái tên của anh ta. Một chi tiết để chứng minh Drive Knight cùng một phe với tổ chức bí ẩn, đó là tại chat 167 khi mà Sekingar và Drive Knight đang nói chuyện với nhau. Gilfib đã xuất hiện và tấn công Sekingar. Trong khi đó, rõ ràng Drive Knight đứng ngay bên cạnh thì tên này lại không tấn công, mà thay vào đó là tấn công một người tay không tấc sắt như Sekingar. Chưa kể, Drive Knight cũng chẳng hề có một động thái gì khi thấy Sekingar đang bị đe dọa. Một chi tiết nữa để chứng minh cho nhận định ở trên. Nhìn qua về thiết kế, chúng ta có thể thấy được những điểm giống nhau giữa Drive Knight với Gear Fox và Gear Five với một con mắt chính giữa ở khuôn mặt. Khi đã chứng minh được việc Drive Knight không đáng tin thì chúng ta sẽ quay trở lại vấn đề của Hiệp hội Anh hùng Neo cũng như kẻ đã tạo ra quái vật máy và kế hoạch thống trị trong thế giới của Bofoi nhé. Theo mình nghĩ, tổ chức bí ẩn là những kẻ đứng đằng sau Hiệp hội Anh hùng Neo. Chúng cung cấp bộ giáp công nghệ cho các anh hùng. Nhưng mục đích thật sự của đám thượng tầng là việc biến đổi các anh hùng mạnh mẽ trở thành các cyborg. Quay trở lại với 2 tên người máy đã truy sát đầu búa. Một trong số 2 tên đó có tên là cyborg. Tên này dù đã cải tạo nhưng vẫn giữ được phần bộ não của con người. Và mục đích thật sự của tổ chức bí ẩn này chính là gây ra sự hỗn loạn cũng như thu thập dữ liệu về các anh hùng để tăng sức mạnh cho chính mình. Và Chảy Sát chính là người đã phát hiện ra bí mật mà Hiệp hội Anh hùng Neo đang muốn che giấu. Với khả năng cải tạo con người, và những bộ giáp công nghệ tiên tiến thì chẳng có lý do nào để chúng ta không thể cải tạo những con quái vật xuất hiện theo ý muốn của mình cả. Thứ mà Hoàng đế Nhi Đồng gọi là quái vật máy và đổ tội cho Bofoi đứng đằng sau, thật ra lại là sản phẩm của tổ chức bí ẩn. Chúng đã tạo ra các quái vật theo ý muốn và biến chúng thành những chiến tích cho các anh hùng tới từ Hiệp hội Neo. Điều đó sẽ khiến cho Hiệp hội này giành được nhiều tiếng nói hơn và dần khẳng định được vị thế mới, trong khi Hiệp hội Anh hùng vẫn đang dính phải những lùm xùm drama trong thời gian này. Về phần kế hoạch thống trị thế giới của Bofoi, tất cả những gì chúng ta nghe được về nó đều qua lời kể của Drive Knight, mà ở trên mình đã chứng minh anh ta là một kẻ không đáng tin. Việc đổ lỗi cho Bofoi sẽ làm chia rẽ nội bộ các anh hùng cấp S trong Hiệp hội Anh hùng. Chưa kể, tại chap 140, ngay sau khi không nhận được cái gật đầu từ Genos về việc thăm dò Bofoi thì đúng vào đêm đó, tiến sĩ Kuseno đã chết. Cái gật đầu của Genos thật sự không quá tham vọng đối với Dragon Knight nói riêng và tổ chức bí ẩn nói chung. Thứ mà cả bọn quan tâm đó chính là kế hoạch thống trị thế giới của Bofoi do Dragon Knight bịa ra đã thực sự đủ thuyết phục để cho Genos tin tưởng. Và để cho quỷ nhân máy hành động thì bắt buộc phải lấy đi một thứ quan trọng nhất của cuộc đời anh ta, đó chính là tiến sĩ Kuseno. Có thể thấy ngay sau khi tiến sĩ Kuseno chết, Genos đã thật sự quyết tâm trong việc đánh thẳng vào căn cứ của hiệp sĩ kim loại. Đây là thứ mà Dragon Knight muốn ngay từ đầu. Chưa kể ngay sau đó là một đội quân robot hùng hậu bắt đầu tàn phá thành phố. Nhìn qua ngoại hình thì có thể khẳng định đó chính là robot của hiệp sĩ kim loại. Nhưng với những gì mà mình đã nói ở trên, kế hoạch thống trị thế giới của Bofoi chỉ là do Dragon Knight bịa chuyện, nên rất có thể đội quân robot của Bofoi tại một trong 3 căn cứ đã tổ chức bí ẩn tấn công và nắm quyền kiểm soát. Ngay sau đó, chúng đã điều động đội quân này tấn công vào thành phố để đổ mọi lỗi lầm cho hiệp sĩ kim loại. Bởi vì sau tất cả, kế hoạch của bọn chúng đã thành công khi mà trong suốt thời gian qua, Dragon Knight đã liên tục cảnh báo Hiệp hội Anh hùng về sự đe dọa của Bofoi, và gần đây nhất chính là việc dụ dỗ thành công. Genos tin vào kế hoạch đó. Giờ đây, Genos sẽ cùng với Dragon Knight trở thành hai nhân tố chống lại Bofoi trong Hiệp hội Anh hùng, khiến cho nội bộ của tổ chức này bắt đầu hỗn loạn. Vẫn còn khá nhiều bí ẩn về tổ chức bí ẩn này, nhưng thời lượng của video cũng có hạn và nếu kể ra ở đây cũng sẽ không đúng với trọng tâm mà video đang hướng tới. Nên sau cùng, đó là tất cả những gì mà mình muốn truyền tải tới anh em. Còn nếu như anh em muốn video về tổ chức bí ẩn đã được lên sóng thì anh em biết phải làm gì rồi đấy. Cuối video là chuyên mục dành cho anh em nào thích tranh. Bọn mình vừa mở một shop bán tranh One Punch Man và nhiều anime manga khác. Anh em có nhu cầu để co phòng ngủ hay góc làm việc và giải trí của mình thì hãy inbox ngay vào fanpage OV Manga Anime Shop để đặt hàng nhé. Link mình sẽ ghi ở phần mô tả. Video của bọn mình tới đây là hết rồi. Anh em đừng quên ủng hộ và tiếp thêm động lực cho bọn mình bằng cách nhấn vào nút like cùng với đăng ký kênh đi kèm nút chuông thông báo ở ngay bên cạnh. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye!